Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn bàn luận một vấn đề, đó là điều gì đã làm cho hệ sinh thái của Cosmos phát triển. Thì gần đây các bạn cũng biết là những đồng coin, những token trên hệ sinh thái Cosmos, tức là Atom á, thì rất là phát triển và tăng trưởng liên tục, như là Luna này, hay là Omoxit này, hay là Juno này. Thì điều gì đã làm cho hệ sinh thái Cosmos phát triển như vậy và dòng tiền đổ vào hệ sinh thái này liên tục? Thì mình sẽ cùng mọi người phân tích nha. Thì đầu tiên chúng ta phải phân tích những điểm mạnh của Cosmos. Thì điểm mạnh đầu tiên của chúng ta phải kể đến là công nghệ của Cosmos rất là xịn. Thì các bạn có thể vào website của Cosmos, hoặc là chúng ta có thể lên những trang như Mercury hay là những trang báo về crypto chính thống để chúng ta có thể đọc được về thông tin của dự án này, về về nó làm về cái gì. Và những bạn mà không biết tiếng Anh có thể sử dụng Google dịch để chúng ta dịch sang tiếng Việt và đọc nha. Thì Cosmos là một hệ sinh thái mở rộng nhanh chóng, bao gồm các blockchain độc lập được kết nối với nhau và được xây dựng bằng cách sử dụng các thành phần ứng dụng thân thiện với nhà phát triển và được kết nối bằng giao thức EBC, Internet Blockchain Communication đột phá. Tức là điểm mạnh của Cosmos là khả năng mở rộng của nó. Thì như các bạn đã biết thì những platform khác thì khả năng mở rộng của nó rất là kém, và Cosmos đã giải quyết được vấn đề mở rộng này, và điều này chứng tỏ là hệ sinh thái của Cosmos, và Cosmos rất là xịn, công nghệ của nó rất là xịn. Thì hiện tại có hơn 263 các ứng dụng và dịch vụ được dịch vụ trong mạng Cosmos, bao gồm Binance Chain này, Terra này, Crypto.org này, Cosmos Hub này, với hơn là 152 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đang được quản lý. Thì chúng ta có thể thấy là hệ Cosmos cũng thu hút rất là nhiều dòng tiền đổ vào, và chúng ta có thể là yên tâm nếu như đầu tư vào những đồng coin trong hệ sinh thái Cosmos. Và chúng tôi tin tưởng vào khả năng tương tác và quyền tự chủ đối với các silo và độc quyền, sự hợp tác và đổi mới so với cạnh tranh và hiện trạng. Thay vì một trang web trong đó giá trị được tạo ra bởi rất nhiều người nhưng lại bị chiếm đoạt bởi rất ít, giá trị đó phải được trao đổi, lưu trữ và bảo mật giữa các bên và không cần dựa vào các máy chủ tập trung. Cosmos là một nền tảng hoàn toàn miễn phí đầu tiên để cho phép điều này. Thì những dự án, những protocol mà được xây dựng trên hệ sinh thái Cosmos thì được rất là bảo mật và có khả năng mở rộng rất là cao, nên là công nghệ của Cosmos này cực kỳ xịn. Mọi người có thể vào đọc thêm về nó nha, hoặc là mọi người có thể vào những trang báo chính thống về crypto như là Coin68, Coin98, hay là ở đây mình đọc trang báo của Remitano. Thì chúng ta có thể thấy những ưu điểm của Cosmos là về tốc độ này. Thì thông qua công nghệ Tendermint thì Cosmos không ngừng cải tiến về tốc độ xử lý và khả năng mở rộng đó. Rồi được sử dụng phổ biến này, công nghệ hướng tới tương lai này, cái này các bạn có thể vào đọc thêm nha. Rồi thì các dự án được xây dựng trên hệ sinh thái Cosmos đều là những dự án chất lượng và không có dự án rác như ở các hệ sinh thái khác. Thì hầu hết các đồng coin, các token được xây dựng trên hệ sinh thái Cosmos đều là những dự án rất là xịn. Các bạn có thể vào CoinGecko và vào phần category này để chúng ta có thể là tìm đến hệ sinh thái Cosmos đây, Cosmos Ecosystem. Thì các bạn có thể vào đây, chúng ta có thể xem những dự án mà được xây dựng trên hệ sinh thái Cosmos như là Terra này, Thorchain này, Omoxit này, Juno này, Cardano này, Sackit này là một đồng con làm về bảo mật này, Ancho Protocol này, vì cái này hình như là về lĩnh vực lending thì phải. Rồi có cả là Aragon này, rồi là Credit này, Ship Chain này, rất nhiều đồng con, rất nhiều token được xây dựng trên hệ sinh thái của Cosmos. Và hầu hết những đồng coin token này đều là những đồng coin rất là xịn, rất là tiềm năng, và rất ít dự án rác, rất ít con rác được xây dựng trên này.
không giống như hệ sinh thái Binance Smart Chain. Hệ sinh thái Cosmos là hầu hết là những đồng coin tiềm năng nha, và công nghệ của Cosmos rất là xịn đấy. Và điểm công nghệ của Cosmos là công nghệ tương lai, bởi vì sau này thì các blockchain bắt buộc phải liên kết lại với nhau và mở rộng, nên là khả năng mở rộng của Cosmos thì rất phù hợp với xu thế của tương lai. Và những thứ gì làm về tương lai thì chắc chắn nó sẽ rất là phát triển, và chúng ta sẽ dựa vào thứ này để chúng ta tìm những đồng con mà tiềm năng để chúng ta đầu tư đấy. Thì có một điểm rất là quan trọng để hệ sinh thái của Cosmos phát triển, đó là những người mà stake Atom và những đồng con khác trong hệ sinh thái Cosmos như Omosit hay là Juno thì có thể nhận được rất nhiều airdrop. Thì cái này bữa trước mình đã có một video làm nói về vấn đề này rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ phải nhấn mạnh lại là những bạn mà stake đồng Atom hay là Juno, Omosit hay là một số đồng con khác trên hệ sinh thái Cosmos thì stake trên VKL thì chúng ta có cơ hội nhận được rất nhiều kèo airdrop. Như gần đây thì có nhiều kèo nhé, các bạn có thể lên Twitter để chúng ta tra cứu. Như các bạn vào Twitter này, các bạn có Cosmos airdrop thì nó sẽ ra cái trang Cosmos airdrop này này, có 43.000 follower này. Thì các bạn ở đây các bạn có thể tra cứu những đợt airdrop của những đồng con trong hệ sinh thái Cosmos đấy, như là những đồng các bạn có thể đây 10k đô, các bạn có thể vào đây này, ở đây người ta list những dự án, những đồng con mà đã airdrop cho những người dùng holder Atom hoặc là Juno hoặc là những đồng con khác trên hệ sinh thái Cosmos. Và điều kiện để nhận airdrop là chúng ta phải stake Atom với số lượng cho phép nhé, thì thường là trên 20 Atom hoặc là 20 Juno. Thì các bạn vào đây để đọc thêm đấy. Thì những kèo airdrop này thường có giá trị tương đối là lớn, tầm trên 1.000 đô hoặc là mấy trăm đô. Và những kèo này chúng ta vừa stake Atom có thể kiếm được lợi nhuận mấy mấy phần trăm một năm, vừa có thể là nhận được airdrop của dự án thì rất là tuyệt vời, đúng không? Đấy. Rồi. Thì chúng ta có nên đầu tư vào Atom và những đồng con khác trong thuộc hệ sinh thái Cosmos không? Thì đối với đồng Atom là một đồng con top, nên việc bạn đầu tư thì khá là an toàn. Và những đồng con top này thì bạn có thể yên tâm để đầu tư, chúng ta có thể phân bổ một lượng vốn lớn để đầu tư. Đấy. Còn những đồng con khác trong hệ Cosmos thì các bạn có thể đầu tư với số vốn nhỏ với những dạng đồng tiềm năng. Và các bạn có thể vào trang CoinGecko để chúng ta chọn những đồng mà tiềm năng, ví dụ như Juno này, Omosit này, để đồng ship trên này. Những đồng này các bạn có thể tìm những đồng con nhỏ hơn ở dưới này để chúng ta có thể thì đầu tư. Nhưng mà các bạn lưu ý đối với những đồng mà có vốn hóa nhỏ và có volume thấp thì chúng ta nên đầu tư số vốn nhỏ, bởi vì những đồng này là những đồng rủi ro. Đấy. Rồi. Khi đã trở thành holder Atom hoặc là các đồng con khác, các bạn có thể tham gia stake trên ví Kepler để chúng ta có thể kiếm lợi nhuận và có cơ hội nhận được airdrop. Thì cái này mình đã nói nhiều rồi. Thì các bạn có thể stake Atom hoặc là những bạn để Atom hay là những đồng Juno hay là Omosit trên sàn, chúng ta có thể đem vào ví kép để stake nhá. Thì khi mà các bạn stake, thứ nhất là các bạn có thể gia tăng được số lượng con của mình. Thứ hai là các bạn có thể là giữ được con của mình lâu hơn, ví dụ như những bạn mà bỏ con ở trên sàn đấy thì các bạn hoặc là bỏ con ở những ví cá nhân thì các bạn có thể là ví dụ như đồng con có biến động tăng giá một chút hoặc là giảm giá một chút, các bạn sẽ bị vấn đề tâm lý và các bạn có thể bán nó đi. Nhưng mà khi mà các bạn stake thì chúng ta sẽ phải giữ những đồng con đó. Và đối với những hệ stake những đồng con khác thì mình không biết, nhưng mà stake những đồng con ở trong hệ Cosmos này thì khi mà bạn unstake
thì chúng ta sẽ phải là chờ đợi 21 ngày để có thể là nhận lại đồng con của mình. Thì điều này khi mà chúng ta stake thì chúng ta có thể là giữ được con lâu hơn đấy, và chúng ta có thể ít giữ được gồng được cho tới khi nó ít ít và chục ít ít nó sẽ phát triển. Và nếu như bạn đã tin tưởng vào nó thì tất nhiên là bạn sẽ tin tưởng nó sẽ tăng trưởng, đúng không? Rồi vấn đề thứ ba là khi mà stake những đồng con trong hỷ cốt mốt này thì chúng ta sẽ có cơ hội nhận được retroactive của dự án, airdrop của dự án. Và những đợt airdrop hay là retroactive này thì thường có giá trị rất là lớn, thậm chí là nó có giá trị bằng cả số tiền bạn stake luôn nha. Thì các bạn nên là cân nhắc, chúng ta có thể đem Atom mà các bạn có ở trên sàn hoặc là có ở trên ví cá nhân để đem đi stake đấy. Thì khi mà các bạn stake các đồng con trong hỷ Cosmos, các bạn có thể vào cái công cụ cái trang web này, mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả nhé. Đấy, cái trang web này các bạn có thể vào để chúng ta có thể nghiên cứu về về những đợt airdrop nó có thể xảy ra. Đấy, thì đây là claim, tức là cái này tức là những dự án mà được xây dựng trên hệ Cosmos đang cho claim airdrop. Thì đây là chép chép thì điều kiện của nó là phải các bạn phải stake Juno trên 20 Juno đấy, rồi Osmos tức là Osmosis đấy, các bạn phải stake trên 20 đồng luôn, Atom thì phải trên 10 đồng và đồng chép của nó thì phải trên 100 đồng đấy, thì các bạn có cơ hội nhận được airdrop của nó. Rồi club này đấy, thì những cái này là các bạn có thể nghiên cứu ở đây. Upcoming tức là những dự án mà sắp sắp có airdrop thì các bạn có thể vào đây để theo dõi nha. Thì số lượng hay là số lượng người claim hay là số lượng token được claim thì nó chưa công bố, nhưng mà nó có điều kiện ở đây thì các bạn có thể là xem nhé. Đấy, thì đây là một trang web hoàn toàn miễn phí nên là các bạn có thể vào để xem. Thì mình đã cùng các bạn phân tích tại sao hệ sinh thái Cosmos lại phát triển và chúng ta sẽ làm gì để có thể là tối ưu hóa lợi nhuận khi mà đầu tư những đồng con trong hệ sinh thái Cosmos. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và thú vị, hãy cho mình một like, một subscribe kênh nhé.